Thì trong giờ học hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với tiết học thứ 2, chủ đề 14, hàm răng chắc khỏe. Các con biết không, hàm răng, mái tóc là góc con người, đúng không ạ? Và hàm răng đó là gì ạ? Đã thể hiện mà cho cái khuôn mặt của chúng mình này. Răng khỏe, răng đẹp thì sẽ giúp cho gương mặt của chúng mình thêm xinh tươi hơn, đúng không? Đó, và một gì nữa ạ? Đó cũng là một hàm răng chắc khỏe này thì cũng sẽ giúp cho cái cơ thể của chúng mình này thêm khỏe mạnh hơn này. Tức là nó cũng sẽ có một cái ảnh hưởng tương đối lớn đến cái sức khỏe của chúng ta đấy. Các con nhớ như vậy nhá. Và để giúp cho cái hàm răng của chúng mình được chắc khỏe thì trong tiết học của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá này. Chúng ta sẽ tìm hiểu này để biết được những cái cách như thế nào, làm như thế nào để cho giúp cho hàm răng của chúng mình luôn chắc khỏe. Và khi mà các con nở nụ cười thật tươi với hàm răng chắc khỏe thì cô tin chắc chắn rằng ai cũng làm sao ạ? Làm sao? Khuôn mặt của chúng mình có tươi tắn không? À, đúng rồi. Nở một nụ cười thật tươi này với hàm răng đẹp, đúng không? Thì chắc chắn là chúng mình sẽ xinh xắn hơn, rạng người hơn và chắc chắn tất cả mọi người sẽ yêu quý các con hơn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đồng hành với một nhân vật rất là quen thuộc hàng ngày của chúng mình. Đó là ai nhỉ? Các con biết là ai không? Là ai nhỉ? Chúng mình sẽ cùng nhắc tên người bạn đó thật to lên nhá. Anh. Anh Lulu. Và bây giờ ấy, cô sẽ cho chúng mình sẽ cùng nhau ở trong các nhóm, các con sẽ cùng nhau chia sẻ với nhau này các cái bước đó. Thế sau đó thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ lại cho các thầy cô và các bạn cùng biết nhé. Các con có đồng ý không? À, đó là một cái vũ điệu rất là vui nhộn, đúng không? Thế chúng mình có muốn tham gia với anh Lodo trong cái vũ điệu này không? Thế bây giờ cô nghĩ rằng này, để chúng mình sẽ thực hiện được cái vũ điệu này tốt này. Và qua cái vũ điệu đó chúng mình sẽ ghi nhớ được các cái bước đánh răng đúng. Đó là những cái bước nào thì sau đây cô sẽ mời các con sẽ cùng nhau trao đổi trong nhóm. Chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn trong nhóm. Sau đó thì chúng ta sẽ thống nhất lại và sẽ chia sẻ với các thầy cô và tất cả các bạn nhóm khác được biết. Các con có đồng ý không ạ? Thế bây giờ cô sẽ dành cho các con thời gian là 2 phút nhé. Cô muốn lắng nghe những cái chia sẻ của các nhóm nào. Nào nhóm nào xung phong. Nào cô mời nhóm của Uyên nào. Cô mời các bạn nhóm 4. Con đứng lên. Con đứng lên ạ. Một mình con đứng lên trước. Rồi. Ừ. À, cảm ơn con. Đó là những bước nào nhỉ? Bước 1. Trải mặt ngoài của răng bên trái và bên phải ạ. Cảm ơn con. Nào bây giờ cô muốn lắng nghe ý kiến của nhóm khác nào. Bước 2 là gì nào? Bước 2 là chặt mặt nhai bên trên bên dưới ạ. Của hàm dưới đúng không? Bên trái bên phải của hàm dưới đúng không? Con cứ bình tĩnh trả lời nhá. Cảm ơn con. Đấy là ý kiến của bạn Thanh. Còn bây giờ cô muốn lắng nghe bước 3 nào, nhóm nào xung phong? Bạn nào xung phong? Nào, bước 3. Cô mời Hà Anh. Bước 3 là đánh hàm răng bên trên phải. Rất là tốt. Chúng mình có đồng ý với ý kiến của Hà Anh không? Vâng. Thấy bạn Hà Anh đã đều đúng rồi đấy. Thế bây giờ cô muốn lắng nghe bước cuối cùng nào. Ai xung phong? Con thưa cô, bước 4 là làm sạch bên trong của hàm dưới, hàm trên này. Các con có
đồng ý với ý kiến của Hà My không? Đúng rồi đấy. Thưởng Hà My một tràng pháo tay thật lớn ạ. À. Cô cảm ơn tất cả các con. Cô thấy là các con đã ghi nhớ được khá là tốt 4 bước chải răng đúng cách rồi mà anh Dodo đã vừa bật mí, vừa chia sẻ với chúng mình rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thể hiện cùng với anh Dodo trong một cái vũ điệu rất là vui và sôi động. Các con có muốn tham gia không? Cô mời chúng mình sẽ cùng đứng lên nào. Nào, cô mời các con. Cô mời cả lớp. Bốn bước chải răng đúng cách, ta ăn bốn chải răng. Cảm ơn các con, chúng mình có thấy vui không? Vâng. Vậy là chúng mình đã nhớ được 4 bước chải răng đúng cách chưa ạ? Vâng. Rất tốt, khen cả lớp vì tất cả lớp chúng mình rất là thông minh. Thưởng cả lớp một tràng pháo tay thật lớn. Rồi, cô cảm ơn các con. Và trong giờ học ngày hôm nay thì cô sẽ mời chúng mình sẽ cùng trải nghiệm một cái cách đánh răng rất là đơn giản, đúng không? Cô nghĩ là tất cả chúng mình sẽ cùng làm được. Và hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm làm ở lớp. Và hôm sau chúng mình sẽ muốn làm ở nhà nữa, thì chúng ta sẽ nhờ bố mẹ cùng hỗ trợ và đồng hành, để chúng ta sẽ cùng tiếp tục trải nghiệm cái cách làm cái đánh răng này ở nhà nhé. Các con có nhớ không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe xem là cái cách làm kem đánh răng này có khó không này, và nó có những cái gì thú vị nữa nhá. Và hôm nay anh sẽ hướng dẫn các em một cách làm kem đánh răng mà anh biết nhé. Bước 1, dùng bút đánh dấu một vị trí trên cốc nhỏ, cho baking soda vào cốc. Khi đến vạch đánh dấu thì dừng. Bước 2, đổ baking soda vào cốc to. Bước 3, đổ dầu dừa vào cốc nhỏ, cho đến vạch đánh dấu thì dừng. Sau đó đổ dầu dừa vào cốc to. Bước 4, đổ tiếp dầu dừa vào cốc nhỏ, cho đến vạch đánh dấu thì dừng. Sau đó đổ vào cốc to. Bước 5, dùng thìa, đũa khuấy đều hỗn hợp trong cốc to. Bước 6, nhỏ một vài giọt tinh dầu vào hỗn hợp, khuấy đều rồi đổ hỗn hợp vào hộp chứa có nắp đậy kín. Và các em nhớ công thức làm kem đánh răng tại nhà nhé. 1 phần baking soda và 2 phần dầu dừa. Lưu ý, khoảng 2 đến 3 tiếng sau, hỗn hợp sẽ đông thành dạng kem đánh răng. Ồ, thế vậy là chúng mình đã nhớ được các cái cách làm kem đánh răng mà anh Dodo vừa chia sẻ với chúng mình chưa? Rồi! Thế bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để chúng ta cùng thực hành và trải nghiệm làm kem đánh răng không ạ? Chúng mình đã sẵn sàng chưa? Rồi! Và chúng ta sẽ nhớ là các cái bước đó chúng ta sẽ thực hành theo từng bước được một, đúng không? Thế với cái nguyên liệu của các con này chúng ta đã chuẩn bị rồi, và chúng ta sẽ cùng rà soát lại một lần nữa để xem cái nguyên liệu đó chúng mình đã đầy đủ chưa. Bây giờ chúng ta sẽ làm theo từng bước nhá.
tục đến bước 2 nào. Chúng ta sẽ dùng thìa để chúng ta sẽ khuấy đều này. Chúng mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp mà các con đã vừa đổ vào lẫn nhau đúng không? Bây giờ các con sẽ đổ cái hỗn hợp này vào trong nắp. Vào trong cái hộp này, sau đó các con sẽ đậy nắp vào. Đúng ạ. Và các con sẽ thực hiện cái bước tiếp theo đó là gì ạ? Các con sẽ đợi khoảng 2 đến 3 giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục, các con sẽ được kiểm nghiệm, đúng không? Cái thành phẩm của chúng mình đã làm được đó là gì ạ? Đó là gì? Kem đánh răng, đúng không? Vừa rồi chúng ta đã cùng thực hiện xong cái tiết học thứ 2 trong cái chủ đề 14, đó là gì ạ? Hàm răng chắc khỏe. Và qua cái tiết học này thì các con đã được gì ạ? Đã nhớ được này, các cái cách mà chải răng để giúp cho răng của chúng mình được chắc khỏe. Đó là mấy cách nhở? Mấy cách ạ? Đúng rồi. Và chúng ta đã vừa được trải nghiệm một cái cách làm kem đánh răng rất là thú vị, đúng không? Chúng mình có thích không ạ? Có. Xin mời các con sẽ cùng theo dõi lên màn hình ạ. Trong chủ đề hàm răng chắc khỏe nhé. Mời các con sẽ cùng lắng nghe. Các em đã tìm hiểu về các yếu tố gây hại cho răng như thường xuyên uống nước ngọt, nước có ga, ăn nhiều đồ chua. Để hiểu hơn về điều này, chúng ta đã làm thí nghiệm vỏ trứng đâu rồi? Vỏ trứng có vai trò giống như răng của chúng mình. Dầm ăn có vai trò tương tự như thực phẩm chua. Khi ngậm trứng vào dầm ăn, trong thời gian 2 ngày, kết quả là vỏ trứng bị dầm ăn bao no, trở nên mềm và mỏng, không còn bảo vệ được quả trứng nữa. Cũng giống như răng của chúng ta bị hư hỏng vì thường xuyên ăn nhiều đồ chua. Chính vì vậy, chúng mình hãy cùng chăm sóc, bảo vệ răng bằng cách mỗi ngày đánh răng 2 lần vào buổi sáng và buổi tối. Đánh răng đúng các bước mà anh đã hướng dẫn. Còn gì nữa nhỉ? Chúng mình đã chế tạo ra kem đánh răng tại nhà với nguyên liệu đơn giản từ baking soda, dầu dừa và tinh dầu thơm. Hy vọng rằng các em sẽ luôn giữ gìn hàm răng của mình chắc khỏe và trắng sáng nhé. Hẹn gặp lại các em trong các chủ đề tiếp theo. Vâng ạ, chắc chắn là các con có muốn là gửi lời cảm ơn tới anh Dodo không ạ? Và với những cái kiến thức mà anh Dodo đã cung cấp cho các con vừa rồi thì cô tin là chúng ta đã ghi nhớ được này. Và cái quan trọng nữa là bây giờ cô mong rằng là chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng, đúng không? Vận dụng hàng ngày thật tốt để hy vọng là tất cả các bạn trong lớp chúng mình, bạn nào cũng có được hàm răng chắc khỏe. Và chắc chắn rằng khi có được hàm răng chắc khỏe thì trông cái gương mặt của chúng mình sẽ làm sao ạ? Làm sao? Xinh tươi hơn này, và sức khỏe của chúng mình sẽ tốt hơn. Các con đã nhớ được những cái kiến thức trong bài học ngày hôm nay chưa ạ? Vâng ạ, cảm ơn các con, và chắc chắn là hy vọng là chúng mình sẽ vận dụng được thật tốt. Và qua tiết học này thì cùng nhau làm quen với một số những cái từ vựng này. Thứ nhất là dầu dừa. Đó là một loại sản phẩm mà thu được khi chiết ép cái phần cùi của những cái trái dừa, là trái dừa già đấy ạ. Và dầu dừa được sử dụng trong rất là nhiều những cái lĩnh vực như thực phẩm, y tế và công nghiệp. Đó, thì đó là các con đã vừa nắm được dầu dừa và chuẩn bị cho đồ dùng tiết học sau ạ.
Rồi chúng ta sẽ cùng thực hành luôn. Xem các nhóm để chúng ta sẽ kiểm tra lại cho mình nó sắp đặt gọn gàng chưa. Nào, chúng ta sẽ để gọn vào nhá. Các nhóm để gọn nào. Con cho vào đây. Đúng rồi. Rồi. Sạch sẽ.